Đây á là cái công thức làm dưa mắm nha. Dưa mắm làm theo cái cách này á, ăn nó giòn ngon mà cái màu vàng lên cũng rất là đẹp nữa nè. Và món này á mình có thể bảo quản trong tủ lạnh được rất là lâu luôn. Và để làm dưa mắm á thì dĩ nhiên là phải có dưa leo rồi nha. Hôm nay là Mỹ có 3 kg dưa leo. Và chọn cái dưa leo để làm dưa mắm á là mình phải chọn những cái trái dưa leo mà nó to, để khi mà mình cắt ra thì một hồi cái phần ở bên trong của nó, mấy cái hộp nó sẽ ít thì cái phần thịt nó nhiều, mình làm dưa mắm nó mới giòn. Ngoài dưa leo á thì dưa mắm người ta còn làm bằng dưa gang nữa, nhưng mà hôm nay thì có dưa leo cho nên Mỹ làm trước bằng dưa leo cho mấy bạn coi nha. Dưa leo á Mỹ cắt đôi ra như vậy nè, còn cái phần hộp này á thì giờ mình sẽ bỏ đi. Mà cái phần bỏ cái hộp dưa leo á Mỹ thấy làm vậy nhanh nè, mấy bạn lấy cái muỗng á, mấy bạn nạo vậy á là nó ra hết trơn à, nó mềm cho nên nó dễ ra dữ lắm. Mà làm cái này á thì nhớ là làm cho sạch nha, để nó còn cái hộp á thì một hồi mình làm dưa mắm nó sẽ không ngon. Bỏ hết cái phần hộp ra rồi thì giờ á Mỹ sẽ cắt ra nè. Mấy bạn cắt tầm khoảng 1 cm nha. Nó phải hơi dày tại vì một hồi mình làm nó còn teo lại nữa, cắt mỏng quá thì cái dưa mắm nó sẽ không có giòn. Sau khi mà cắt xong á thì Mỹ sẽ cho muối với lại đường vô cái dưa leo này để mình trộn lên, để cho nó ra cái nước ở trong dưa leo á. Mỹ cho vô đây là khoảng 2 nắm tay muối và 2 nắm tay đường nha. Sau khi mà trộn dưa leo muối đường đều rồi á thì mình sẽ để im ở đây tầm khoảng 2 tiếng nha. Trong lúc mình ngồi chờ cái dưa leo á thì giờ Mỹ sẽ đi nấu cái nồi nước mắm để mà mình ngâm dưa leo. Và cái đường ở đây Mỹ sử dụng á là cái đường vàng, để cho cái dưa leo của mình nó được lên cái màu vàng đẹp á mấy bạn. Mỹ cho vô đây á là 4 muỗng canh đường, rồi sau đó mình nấu lên cho nó thành cái màu nâu cánh ván vậy nè, là Mỹ sẽ cho vô 200ml nước lọc nha. Đợi khi nào á mà đường nó tan hết vậy nè thì Mỹ sẽ cho vô đây là 200ml nước mắm với lại là 300g đường. Nếu mà không có đường vàng như Mỹ thì mấy bạn xài đường cát trắng cũng được. Rồi mình sẽ nấu cho nó sôi lên để cho dưa mắm bảo quản được lâu. Khi mà nó sôi rồi thì mình tắt bếp và đợi cho nó nguội hoàn toàn. Trong lúc chờ cái nước mắm nguội thì Mỹ sẽ đi bầm tỏi ớt để hồi bỏ vô dưa mắm cho nó đẹp. Quay tới quay lui nãy giờ là cái thao dưa leo Mỹ ngâm cũng được 2 tiếng rồi đó mấy bạn. Mỹ thấy cái cọng dưa leo bây giờ là được rồi nè. Và để thử biết làm sao là được hay chưa là mình lấy cái cọng dưa leo mấy bạn bẻ lại vậy nè, nó mềm, nó dẻo là được rồi đó. Còn nước thì nó ra quá trời nước luôn. Giờ mình vắt cho nó khô vậy nè, xong rồi Mỹ sẽ đem đi làm luôn chứ mình không có rửa lại. Còn nếu như mấy bạn lỡ mình ngâm nó mặn quá thì mấy bạn sẽ rửa lại bằng nước muối pha loãng, chứ mình không có rửa lại bằng nước lạnh nha. Vắt cho nó ráo rồi Mỹ sẽ để trên cái sàn á, mình để ngoài tầm khoảng tiếng cho nó ráo thôi, chứ không có cần phải phơi nắng nha mấy bạn. Dưa leo nãy giờ Mỹ phơi gió khoảng được 1 tiếng rồi thì Mỹ thấy nó đã ráo rồi. Giờ mình sẽ đem vô, mình bắt đầu đem đi trộn nè. Để cho cái món dưa mắm nó được thơm á, là Mỹ sẽ trộn với lại tỏi ớt. Một số thì Mỹ sẽ bằm nhuyễn, còn một số tỏi thì Mỹ sẽ cắt lát. Rồi giờ mình sẽ rưới cái phần nước mắm mà hồi nãy mình nấu. Và nhớ là phải nguội hoàn toàn luôn thì mình mới cho cái nước mắm vô nha. Nếu mà cái nước mắm của mình nó còn hơi ấm ấm, nó không nguội á, thì mình làm cái món dưa này á, nó sẽ không được giòn. Bởi vậy á, là Mỹ mới nói là mình phải cho cái nước mắm nguội hoàn toàn mình mới trộn lại vậy á. Sau khi mà trộn đều lên á thì giờ mình sẽ để vô trong một cái hộp hoặc là cái hũ thủy tinh gì đó, mấy bạn để tầm khoảng 2 ngày. Và 2 ngày này á là mình sẽ để bên ngoài nhiệt độ bình thường, chứ mình không có bỏ ở trong tủ lạnh hoặc là mình cũng không có đem phơi nắng nha. Cái phần nước còn dư nè mình cũng đổ vô luôn để cho nó thấm vô dưa leo nha. Mình đổ vô xong hết rồi, giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình chờ sau 2 ngày thì mình sẽ quay luôn cái thành quả cho mấy bạn coi nè. Lẹ ghê chưa, mới đó mà 2 ngày rồi nè. Giờ để mình khui ra cho mấy bạn coi nha. Vừa mở cái nắp ra thôi là nghe cái mùi dưa mắm nó rất là thơm. Nó thơm cái mùi nước mắm, tỏi ớt. Và bây giờ cái dưa của mình nó đã chuyển sang cái màu vàng rồi nè, nhìn rất là đẹp luôn. Và sau khi 2 đến 3 ngày mấy bạn bỏ ngoài nhiệt độ bình thường rồi á, thì bây giờ để bảo quản được lâu thì mấy bạn sẽ cho vô một cái hũ thủy tinh, rồi mình đậy nắp lại, mình để dành trong tủ lạnh, mình ăn từ từ nha. Và mình sẽ cho luôn cái phần nước vô để cho nó ngập ngập cái dưa leo về thì nó sẽ thấm, để càng lâu thì ăn nó lại càng thấm, nó càng ngon mấy bạn. Và cái món dưa mắm này á, thì nó rất là dễ ăn luôn. Mình có thể ăn dưa mắm với lại cháo trắng nè, còn không thôi ăn dưa mắm với lại cơm mấy bạn, có thêm tô canh khoai mỡ nữa là đúng bài luôn. Giờ Mỹ múc ra xong rồi, Mỹ mời mấy bạn ăn thử cái món dưa mắm chung với Mỹ nha. Dưa mắm á, thì nó vàng và giòn, lại thơm với mùi nước mắm nữa. Rất là ngon mấy bạn ơi.